nay là một ngày đầy nắng tại huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Trường cao đẳng FPT Polytechnic đến đây để trao học bổng cho một học sinh đạt học bổng 70% của trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ. Đây là học sinh của trường Võ Thị Hồng, một học sinh rất là tuyệt vời, đã vượt qua những điều kiện của trường cao đẳng FPT Polytechnic và đạt được cái học bổng này. Thầy chúc cho các bạn học sinh của Võ Thị Hồng, các bạn học tốt cho học kỳ sắp tới. Các bạn nào chuẩn bị thi trung học phổ thông, các bạn hãy thi thành công. Và chúc cho bạn học sinh đã nhận học bổng của trường, bạn sẽ đến trường học tập một cách tốt để trở thành một người tuyệt vời về nghề nghiệp. Xin chào.